Sau những ngày vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão, ngày 26 tháng 1 tức ngày mùng 5 tháng Giêng, tập thể cán bộ công nhân viên công ty Tha Mạo Khê đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực sôi nổi ngày đầu xuân mới. Ban lãnh đạo công ty đã chúc Tết cán bộ công nhân viên chức các phòng ban phân xưởng tại trung tâm điều hành sản xuất mức cộng 17. Cùng với đó trong buổi sáng cùng ngày tại khu vực cửa lò Tây Bắc 2, công ty Tha Mạo Khê đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào đầu 3 ca sản xuất tại nhà giao ca các phân xưởng khối khai thác, đào lò, vận tải và các đơn vị phục vụ phụ trợ. Sau lời chúc mừng năm mới, quản đốc các phân xưởng đã trực tiếp trao tận tay các cán bộ công nhân viên tham gia sản xuất ngày đầu xuân mới, số tiền mừng tuổi 1 triệu đồng của công ty và phần quà lì xì của đơn vị, với mong muốn tập thể công nhân viên chức gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới quý mão. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân trở lại làm việc tại công ty sau những ngày về quê ăn Tết, cũng trong ngày 26 tháng 1, công ty Tha Mạo Khê đã bố trí 11 tuyến xe cùng lực lượng đoàn viên thanh niên đón 115 cán bộ công nhân viên từ các miền quê như Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang đảm bảo an toàn tiết kiệm phát huy khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân mới, cùng phương châm làm việc, trách nhiệm, thân thiện, sáng tạo sẽ là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề quan trọng để công ty tham mạo khê hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu được giao trong năm 2023.